Một chương trình gọi tên món ăn khiến ai cũng phát thèm. Gà nướng lu, cua rang me hay cookie bơ là đặc sản của vùng miền, là hương vị thuần Việt và đa dạng cả ẩm thực của Âu và Á. Món ăn được chế biến thật đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ. Mỗi món là mỗi câu chuyện. Mời quý vị và các bạn đón xem Ngon Bả Chảy, phát sóng lúc 10 giờ 55 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9.